Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kia Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video này em lại gửi đến các bác một siêu phẩm khác của Java, một chiếc xe đua hiệu Fezosi. Một chiếc xe mà nó có một cái tông màu xám tối mà nhìn nó rất là hầm hố, cộng với cả một đôi vành carbon và nó cao bản dày. Nhìn cái chiếc xe nó thêm phần là phẩm cấp hơn. Chiếc xe thì được trang bị bộ chuyển động Shimano 105. Và bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe cho các bác xem. Tất cả cái phần khung này của xe được làm bằng carbon, cả cọc in. Nước sơn nguyên bản. Tổng thể của chiếc xe thì rất là mới. Chỉ có một vài vết xước nhỏ thôi, do quá trình sử dụng với cả là xe bãi thì không thể tránh khỏi. Đồ DK. Đó là đồ chính hãng nguyên bản của Java. Bộ tay lắp 105. Phanh 3 mảnh. Vành carbon cao bản. Mayer cũng carbon, Mayer bi vòng. Đùi đĩa trục rỗng. Và trang bị bộ chuyển động Shimano 105. Và bây giờ em sẽ vào đo size với cả test chuyển động của chiếc xe để cho các bác xem. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 47 cm. Từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 48 cm. Chiếc xe phù hợp cho các bác từ khoảng 1m57 đến khoảng 1m7, trên 1m7 là đi được. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên chọn xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Trang bị 11 tầng líp, 2 tầng đĩa. Đây là sau đi vòng cuối lộ. Chuyển động các thứ của chiếc xe thì rất là mượt mà. Và chiếc xe nó có giá bán rất tốt bên em là 21.800, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh hoặc ấn chuông để có nhận những cái thông báo những chiếc xe khác của em đưa trên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.